Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 373, không rõ. Nàng ở trong lòng hắn đúng là rất tốt. Phụ thân chết đột ngột, sau khi chết quan tài làm thế nào cũng không khép lại được, hàn gia bảo như rồng mất đầu, có người muốn nhân cơ hội này hút miếng canh, cắn một miếng bánh là người trước mắt ép hắn ra từ trong địa ngục. Không có sự dung túng của ngươi, sao nàng dám như vậy? Câu hỏi này là hỏi ngược lại Yến Tam Hợp. Rất nhanh, Lý Bất Ngôn bưng khay đi tới. Lát nữa là ăn cơm tối rồi, nấu ít mì cho ngươi để lót dạ trước. Cô đặt khay xuống, ngón tay chỉ lên đầu hàn hú. Về sau đừng khách khí với chúng ta, đói bụng thì nói, mệt mỏi cũng nói, đừng cả ngày im ỉm thế, đánh ba gậy cũng không đánh rắm một cái. Yến cô nương. Hàn hú cầm đũa chậm rãi nói. Ta có nói ngươi quá dung túng nàng rồi nhỉ. Lý bất ngôn liếc hắn một cái. Ngươi là ghen tị. Hàn hú không nói lời nào, chuyên tâm ăn mì. Người làm nghề đưa tiêu, ăn cơm rất nhanh, chỉ chốc lát đã cạn đáy bát mì. Hàn hú lấy khăn lau miệng, lại dùng nước trà xúc miệng, rồi mới chuyển sang vấn đề chính. Lục thời 16 tuổi vào kinh, 22 tuổi bái làm môn hạ đường kỳ lệnh, trong thời gian 6 năm, Hàn gia bảo không điều tra được tin tức gì của hắn. Yến Tam Hợp không truy hỏi một câu. Vì sao? Vì Hàn Hú làm việc rất trầm ổn, hắn nói điều tra không được, vậy thì chắc chắn có lý do cha không được. Chỉ là thời gian 6 năm này, không dài không ngắn, lục thời khi đó ở nơi nào? Đang làm gì? 22 tuổi vào ở đường ra, 29 tuổi đậu thám hoa, thời gian 7 năm, chúng ta chỉ điều tra được một tin tức quan trọng vì chuyện ngoại tình của nương mình nên không được phép tham gia khoa thi mùa xuân, là đường kỳ lệnh ở yến tiệc khúc giang nói tốt cho hắn, mới đỗ thám hoa sau khi khổ học 3 năm. Hàn hú hơi giật mình nhìn yến tam hợp. Làm sao ngươi biết? Yến tam hợp. Nghe một cố nhân của lục thời nói. Hàn hú gật đầu. Có ba tin không quan trọng. Ba tin gì? Thứ nhất, hắn ở hậu viện đường ra, đi đâu cũng đi một mình, cũng không giao tiếp nhiều với người khác. Người trong viện đều không muốn giao tiếp với hắn, nói người này vừa âm trầm, lại quái gở, cực kỳ không dễ ở chung. Thứ hai, đường kỳ lệnh có ba môn sinh đắc ý, hắn xếp thứ nhất, hai người phía sau. Ta biết, trừ ngôn đình và đường kiến khê. Hàn hú không hề giật mình nhìn yến tam hợp. Như vậy chuyện ba người được xưng là tuế hàn tam hiếu, người cũng đã biết rồi. Biết, tin tức thứ ba là, sau khi nương ruột hắn chết, hắn trở về huyện lục hợp một chuyến. Hàn hú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trở về, cũng là lần duy nhất sau khi rời đi. Yến Tam Hợp. Hắn trở về làm gì? Hàn hú. Yêu cầu xóa tên mình khỏi gia phả lục gia. Không đúng. Yến Tam Hợp nhìn hắn. Đối với lục gia mà nói, lục thời không phải là đứa con hoang không rõ lai lịch sao? Sao tên của hắn còn có thể ở trên gia phả lục gia? Hàn hú. Sau khi bái làm môn hạ của đường kỳ lệnh, người lục gia mở từ đường, tự mình thêm vào. Lý bất môn cười gần thì ra người của lục gia cũng không ngốc. Yến Tam Hợp. Chuyện xóa tên, người lục gia đồng ý sao? Hàn hú gật đầu. Lúc đó không ai ngờ hắn sẽ đông sơn tái khởi, rất sảng khoái đồng ý. Bây giờ thì sao, người lục gia có hối hận không? Lý bất ngôn hỏi. Hàn hú nhìn hắn. Lý cô nương, hàn gia bảo chỉ phụ trách thăm dò tin tức, không phụ trách phỏng đoán tâm tư người khác. Lý bất ngôn giật giật khóe miệng, cười gần một tiếng. Chắc chắn là hối hận nói không chừng hối hận đến xanh ruột rồi. Hàn bảo chủ. Yến tam hợp. Tình hình của lục gia bây giờ ra sao? Hàn hú. Hoàn toàn bại lạc, nhất là phòng của lục thời là bại lạc nhất, con cháu cũng không có mấy người thành công. Tình hình này thú vị đó. Phong thủy tốt của lục gia, dường như đều bị một mình lục thời chiếm hết. Yến tam hợp lại hỏi. Thi thể của viên thị là ai chôn? Hàn hú. Lục thời. Yến tam hợp. Chôn ở đâu? Hàn hú. Không biết. Đáy mắt Yến Tam hợp lại tối đi. Các ngươi có cảm thấy tên lục thời này sống rất giống như một đám sương mù không? Phụ thân là ai? Không rõ. Lai lịch mẫu thân? Không rõ. Bản thân hắn từ năm 16 tuổi đến 22 tuổi cũng có 6 năm không rõ. Hàn hú. Ta cảm thấy sau khi đường ra xảy ra chuyện, lục thời mới sống như sương mù. Yến Tam hợp. Ý ngươi là sao? Sau khi đường ra gặp chuyện không may, thám hoa lục thời không vào Hàn Lâm Viện, mà là làm một gã Tuần An. Hàn Hú biết Yến Tam Hợp không hiểu rõ lắm về chức quan Tuần An, lại kiên nhẫn giải thích. Là chức quan thấp nhất trong ngự sử, chẳng có cả phẩm cấp. Hàn Hú đoán sai rồi. Vì lúc điều tra lục thời, Yến Tam Hợp đã điều tra ngự sử đài từ trên xuống dưới một lần. Tuần An không chỉ là chức quan ngự sử thấp nhất, mà còn là chức quan khổ nhất. 365 ngày thì có 300 ngày ở bên ngoài gió thổi phơi nắng, chạy ngược chạy xuôi. Cũng là mấy chuyện vặt vãnh nhất, như đi xem ruộng của các hộ nông dân có trồng tốt hay không, nơi nào trồng nhiều, Giang Nam năm nay thu hoạch thế nào. Phía lưu dân bên Huy Châu là từ đâu tới? Hắn ở vị trí tuần an này, làm mấy năm? Yến Tam hợp hỏi. Suốt 8 năm, mới thăng chức giám sát ngựa sử, tòng bát phẩm tiểu quan. Hàn hú nhấp một ngụm trà. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, hắn lên trước rất nhanh, giống như ngồi trên ngựa, chạy thật nhanh về phía trước. Yến Tam Hợp. Nguyên nhân hắn thăng chức nhanh như vậy là gì? Hàn Hú. Nghe nói, hắn đã hạ gục hai nhân vật quan trọng. Yến Tam Hợp. Hai người nào, một là Dụ Vương, một là Hộ Bộ Thượng Thư Thái Tấn Đồng. Hàn Hú. Dụ Vương là tội danh cướp đất, Thái Tấn Đồng là tội tham nhũng. Yến Tam Hợp nhịn không được hỏi. Dụ Vương là người như thế nào của Hoàng đế? Hàn Hú. Là đệ đệ, đứng hàng thứ 16, còn gọi là Thập Lục Vương Gia. Yến Tam hợp cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đến đệ đệ hoàng đế cũng dám buộc tội, khó trách có thể làm ra chuyện ép hoàng đế hạ. Tội kỳ chiếu, chấm. Hàn hú lại nói, bởi vì hai người này, lục thời còn từng vào ngục một lần, nhưng cũng nhờ hai người này mà lục thời được danh hiệu thiết diện ngự sử, từ nay về sau con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Yến Tam hợp. Kết cục của dụ vương là gì? Hàn hú. Nghe nói là giam cầm. Yến Tam hợp. Thái Tấn Đồng thì sao? Hàn hú. Xét nhà lưu đầy, chết trên đường đi lưu đầy. Không khí trong thư phòng, bởi vì mấy câu nói ngắn ngủi của Hàn hú mà lập tức nặng nề. Đến lý bất môn đầu óc đơn giản, cũng biết đằng sau hai người này, chắc chắn đã chết rất nhiều người. Quan trường thật nương nó là chiến trường tu la. Nàng cảm thán. Chờ tính trần giải xong tâm ma, chúng ta mau rời khỏi kinh thành, cách càng xa càng tốt. Yến Tam hợp thản nhiên liếc nhìn nàng, nói xem vì sao lục thời không cưới thê tử sinh con. Cái này, ánh mắt hàn hú bất đắc dĩ. Hỏi thăm được có hai cách nói, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. chương 374, không ổn. Yến Tam hợp, hai cách nói gì? Hàn hú, cách thứ nhất là, chỗ lục thời bị thương, là một thái giám. Tạ Chi Phi cũng từng nói lời này. Yến Tam hợp truy vấn, bị thương lúc nào? hàn hú nghe nói là khi còn bé hắn bị người ta đẩy từ trên cây hồng xuống vật kia bị cắt đứt hai quả bị rớt một quả yến tam hợp lý bất ngôn tại sao trên đời này còn có nam nhân bởi vì một gốc cây hồng biến thành thái giám ư yến tam hợp còn có một cách nói nữa hàn hú phun ra từng chữ hắn là đoạn tụ hắn lại thích nam nhân lý bất ngôn cả kinh đứng lên lại đặt mông ngã ngồi xuống cứu mạng Ca lớn thế này lần đầu tiên được nghe đề tài ghê gớm thế này. Yến Tam Hợp. Lời đồn chưa chắc đáng tin, trên đời này người cụt tay rất nhiều, cũng không ngắn được họ cưới thê tử sinh con, nối dõi tông đường. Đúng vậy. Lý bất ngôn cảm thấy Yến Tam Hợp nói rất có lý. Bất hiếu có ba, không có hậu là lớn nhất. Lục thời không thê tử không con, không phải là tuyệt hậu sao. Cho nên, chân tướng chưa chắc đã như thế. Yến Tam Hợp nhìn Hàn Hú. Hàn Bảo Chủ ngươi còn nghe ngóng được gì nữa hết rồi hắn ngoại trừ vào chiều xuống nha tra án thẩm án hầu như không có chuyện gì khác lại càng không xã giao với đồng liêu ánh mắt hàn hú hơi áy náy thật sự không điều tra được gì khác nữa đã rất tốt rồi yến tam hợp bất ngôn kêu thang viên dọn cơm hàn bảo chủ không cần phiền toái hàn hú đứng lên ta còn có việc chờ ngươi giải xong tâm ma hãy đến trạm dịch tìm ta chúng ta sẽ nói chuyện trong lòng yến tam hợp có một đống chuyện cũng không có tâm tư ăn cơm ta không giữ ngươi lại nhưng chắc chắn sẽ tới tìm ngươi được bất ngôn tiễn đừng tiễn ta biết đường hàn hú đi tới bên cạnh lý bất ngôn dí đầu cô giống như cô vừa dí đầu hắn đi đây cảm ơn mì của ngươi lý bất ngôn nói thầm một bát mì chẳng đáng để cảm ơn hàn bảo chủ ngươi bị ngốc gà hàn hú lại dí cô một cái xoay người rời đi Yến cô nương, Yến cô nương. Chu Thanh chạy như bay vào viện, thấy trong thư phòng có một nam tử bước ra, vừa ngạc nhiên vừa đánh giá. Ai vậy? Lúc đi qua người, Hàn Hú liếc mắt một cái. Chu Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt của người này sắc bén, nhìn giống như là ánh mắt của người tập võ. Tiểu thư đang ở thư phòng. Lúc này, Lý Bất ngôn đứng ở cửa mời Chu Thanh đi vào. Chu Thanh vội vàng đi vào, hạ giọng nói tam gia bảo ta tới nói với cô nương một tiếng lục thời đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi cung không hay rồi yến tam hợp tuy giật mình nhưng đầu óc lại suy nghĩ cực nhanh là một mình hắn không ra hay là tất cả mọi người đều không ra hắn và mấy trường nội các tam gia còn nói gì nữa tam gia nói chuyện có thể không hay lắm để phòng ngừa đêm dài lắm mộng bảo cô nương nhanh nghĩ cách lại nghĩ giống hắn rồi yến tam hợp tam gia đang ở đâu Tam gia bây giờ đang ở đâu? Cưỡi ngựa đi loanh quanh mấy cửa cung. Thành tứ cửu đều trong đèn, tất cả người của nội các đều còn ở lại trong cung, có thể thấy được tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Phụ thân hắn thì không lo, chỉ lo cho người kia, đừng có khiêng một cỗ thi thể ra khỏi cung đó, như thế thì xong đời rồi. Tam gia. Hoàng kỳ cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn, phiền muộn nói. Ra nhà ta sao còn chưa ra ngoài, chớ xảy ra chuyện gì nhé. Tả chi phi trong lòng đã đủ phiền, vừa nghe lời này, thì cảm giác đầu mình sắp hói đến nơi rồi. Cháu trai Minh Đình từ đêm đó tiến cung, bây giờ vẫn ở trong cung chưa đi ra nữa. Hắn lo lắng cho lục thời, đồng thời còn lo lắng cho tên nhóc này nữa. Minh Đình ơi Minh Đình, nương nó ngươi chết rồi hay là bị quỷ hồn của lệ phi cuốn lấy rồi thế? Tả chi phi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không ra ngoài, ông đào mộ phần tổ tiên nhà người đó. Tam gia, tam gia thị vệ chạy tới, ngừng đầu nói. Tiểu bùi ra ra ngoài rồi. Thật sự bị hắn dọa chết khiếp. Người khác đâu, đã đi thẳng tới. Lời còn chưa dứt, thị vệ chỉ cảm thấy hai cái bóng vụt qua trước mắt. Thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Sáu người lại tụ vào một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện trước, đều chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn tiểu bùi ra. Tiểu bùi ra dâu mép lôi thôi, tóc lồm xồm, nhìn như ổ gà, hai bọng mắt giống như là miệt mài quá độ, muốn rủ xuống khóe miệng luôn rồi. Đó chưa phải là điều nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là toàn thân hắn đều tỏa ra một mùi khói lửa. Tạ Chi Phi hít sâu một hơi. Ồ Tiểu bùi ra trợn mắt, nhìn Tạ Chi Phi như nhìn kẻ thù giết cha. Không nhịn được. Tạ Chi Phi ấy nấy vỗ vỗ vai hắn. Cút. Một chữ, khiến cho oán khí của tiểu bùi ra giảm đi một nửa, hất móng vuốt quỷ trên vai ra, một nửa oán khí khác cũng giảm đi. Yến Tam Hợp, việc làm giàu của Lý Hưng có liên quan đến Nghiêm Như Hiền, hai đứa con trai hắn đều gọi Nghiêm Như Hiền là cha nuôi. Nghiêm Như Hiền có hai tiểu thiếp tuyệt sắc, là được hai đứa con trai của Lý Gia Hiếu Kính. Còn nữa không, Lý Hưng vốn ở trong hậu viện nhà đường kỳ lệnh, từng ở một hai năm, nghe nói sau đó bị đuổi ra ngoài. Lời này khiến cho Yến Tam Hợp cả kinh, ánh mắt đảo qua nhìn tạ chi phi. Tạ chi phi khẽ gật đầu với cô. Yến Tam Hợp hít sâu một hơi tiểu bùi gia còn nữa không còn có tiểu bùi gia gãi tóc lúc ta xuất cung nghe hai lão thái giám nói một câu báo ứng đến rồi không biết có tính không Tính. yến tam hợp nói rất hùng hồn tiểu bùi gia kích động thầm nghĩ không uổng công hắn hai ngày hai đêm nằm gai nếm mật đi chúng ta tìm lục thời thôi hoàng kỳ ra lục thời ở trong cung lý bất ngôn hắn ép hoàng thượng hà tội kỳ chiếu chu thanh đến bây giờ còn chưa thả ra nữa. Gì cơ, gì cơ, gì cơ. Một chậu nước lạnh rội xuống đầu, khiến cho tiểu bùi ra không chỉ kinh hãi, hơn nữa còn lạnh lòng. Hắn sững sờ nhìn Yến Tam Hợp. Vậy, làm sao bây giờ? Ngươi đừng nóng vội. Yến Tam Hợp trần an hắn. Quá khứ của lục thời ta cũng vừa nghe được, các ngươi nghe ta nói trước, nghe xong chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo. Để ta nói. Lý bất muôn biết rõ, phía sau Yến Tam Hợp còn có trận đánh ác liệt, không muốn nàng nói thêm một câu, bèn kể lại những gì nghe được từ chỗ hàn hú ra. Trong thư phòng, lại lâm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, tạ chi phi chợt lấy lại tình thần từ trong khiếp sợ. Yến Tam Hợp, tiếp theo phải làm sao, ngươi nói đi. Nói thì dễ, làm thì khó. Yến Tam Hợp nhìn y. Ta muốn gặp lục thời. Trong thư phòng, đến tiếng thở dốc cũng không có. Lời này nếu nói ngày hôm qua, thì có chút hy vọng, có thể nhờ ba vị cao thủ Chu Thanh, Lý Bất Ngôn, Hoàng Kỳ để xông pha trèo tường vào lục phủ. Bây giờ, tiểu Bùi gia, Lý Bất Ngôn đột nhiên kêu lên, "Ngươi đoán xem tường thành hoàng cung này cao bao nhiêu? Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ra đầu tiểu Bùi gia đều nổ tung. Chương 375, Vé kịch. "Ngươi muốn chết?" Tả Chi Phi hung tợn nhìn Lý Bất Ngôn. "Lý cô nương, không thể xúc động." Hoàng kỳ thở dài. Trong cung không chỉ có cấm quân, còn có ám vệ của thiên tử, ao ấy đều là cao thủ nhất đẳng. Chu Thanh. Lý cô nương, tam gia nói chết là chỉ bị tứ mã phanh thây ấy. Lý bất ngôn vừa nghĩ đến thân thể của mình bị bốn con ngựa kéo ra, thì vội giơ hai tay hai chân đầu hàng. Được, coi như ta chưa nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Giọng tạ chi phi hiếm khi sắc lạnh. Có là đi chịu chết, tưởng mình có thể lên trời xuống đất chắc. Lý Bất Ngôn vốn đã đầu hàng, vừa nghe lời này thì lại không chịu thua. Đừng cần nhằn ta, có công phu cần nhằn thì nghĩ xem có cách nào tốt đi. Nương ta nói, nam nhân chỉ biết múa mồm, kiếp sau đầu thai làm thái giám. Ngươi, hai người các ngươi cũng ra ngoài đánh một trận đi. Yến Tam Hợp bị hai người này làm cho đau não. Lý Bất Ngôn lắc đầu, bà cô đây không bắt nạt người yếu đuối. Tả chi phi lạnh lùng, cũng, tên khốn này còn định đánh nhau với ai nữa trong thư phòng, không chỉ yên tĩnh, mà còn thở không nổi. Tiểu bùi ra không muốn thấy Yến Tam hợp nhíu mày. Nếu không được nữa thì ta lại vào cung một chuyến, mượn miệng thần quỷ, nói trong cung ba ngày không thể thấy máu, thấy máu tất có đại họa. Hoàng kỳ sợ tới mức khóe mắt co rút. Ra, tuyệt đối không thể. Tiểu bùi ra. Vì sao? Hoàng kỳ tận tình khuyên bảo. Ra đã quên còn có khâm thiên giám sao, bọn họ bấm ngón tay tính toán là có thể tính ra ra đang nói dối đó tiểu bùi gia đám lão già khâm thiên giám kia còn có bản lĩnh này ư hoàng kỳ lầm bầm ra bản lĩnh của khâm thiên giám rất lớn đó tiểu bùi gia vỗ bàn đứng lên chắc ta tin hoàng kỳ ôm lấy eo chủ tử nhà mình yến cô nương người mau khuyên nhủ đi ra nhà ta đây mới là đi chịu chết hắn chết rồi thì ta làm sao bây giờ bùi gia làm sao bây giờ không được hành động thiếu suy nghĩ yến tam hợp vỗ bàn lạnh lùng nói bùi minh đình ngươi ngồi xuống cho ta. Bùi Minh Đình phút chốc ngồi xuống, đáng thương nhìn tả chi phi, huynh đệ, nàng giữ quá. Tả chi phi cười gằn, không giữ thì có thể chấn trạch cho ngươi sao. Yến Tam Hợp nhìn năm gương mặt trước mặt. Muốn hóa giải tâm ma thì phải yêu mạng chúng ta trước, không cho phép bất kỳ xảy ra chuyện. Sợ bị người khác nhìn ra sự mềm lòng, nàng lại nói thêm một câu. Lời này là Tam gia nói. Tam gia sừng sốt, ta chỉ nói ngươi không thể xảy ra chuyện. Tiểu bùi ra sừng sốt, thì ra nàng cô ý tỏ ra hung dữ là vì không muốn để cho ta xảy ra chuyện. Hoàng kỳ sừng sốt, Yến cô nương càng ngày càng có tình người rồi. Chu Thanh, ra nhà ta có tình người như thế bao giờ? Lý bất ngôn, hỏng, nhà đầu này không nhớ lời ai cả, chỉ nhớ lời tam gia. Chu Thanh, Yến tam hợp, ngươi ra cửa cung chờ, vừa có gió thổi cỏ lay thì hãy tới báo tin. Chu Thanh, được, Yến tam hợp, hoàng kỳ bất ngôn hai người đồng loạt nhìn nàng hai người các ngươi giúp ta đưa phong thư đến chỗ quản sự lục gia lục đại Tả chi phi vừa nghe đã nóng này đưa thư cho hắn ta làm gì lý bất ngôn hiếm khi đừng cùng phía với tam gia ngươi quên mình sắp mất mạng vì hắn sao yến tam hợp im lặng một hồi so với mạng nhỏ của ta hắn hẳn là càng lo lắng cho mạng của lão ra nhà hắn hơn yến cô nương ngươi nói đúng tất cả mọi người ngây ngần cả người trong sự tĩnh mịch như chết sự sợ hãi hiện lên trên mỗi gương mặt của mọi người trong thư phòng ngoài cửa sổ sao lại có người tại sao không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn hắn ở đây bao lâu rồi và hắn là ai là lục đài yến tam hợp thành ma cũng có thể nhớ rõ thanh âm này tạ chi phi còn chưa kịp hỏi một câu hắn tới đây làm gì thì cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra một khuôn mặt bình thường đến mức làm cho người ta căn bản không nhớ được hiện ra. Khuôn mặt lục đại vừa hiện ra, ba người trong phòng lập tức động đẩy. Chu Thanh tiến lên một bước, chắn trước mặt tạ chi phi. Hoàng kỳ kéo tiểu bùi ra ra phía sau. Lý bất ngôn dùng tốc độ nhanh nhất rút ra nhuyễn kiếm. Đáng tiếc vẫn quá muộn. Tay lục đại chợt sơ lên, một luồng sáng trắng xẹt qua trước mắt ba người. Cạch một tiếng có cái gì đó cắm vào thư án. Ba người quay đầu nhìn lại, tóc gáy cả người dựng thẳng lên. Đó là một tấm vé xem kịch. Vé kịch thì mềm, thư án được làm từ gỗ lim. Hoàng kỳ, nương nó chứ, nội lực phải sâu bao nhiêu đây? Chu Thanh, khó trách không ai nghe được động tĩnh ngoài cửa sổ. Lý bất ngôn, đã xác nhận qua ánh mắt, người này, ta đánh không lại. Yến cô nương, tối mai, lão ra nhà ta mời cô đến sướng Xuân Viên, nghe một vở kịch nữa. Vừa dứt lời, người đó đã không thấy tâm hơi. Sáu người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt họ đồng loạt rơi vào tấm vé kịch kia. Không phải mơ, lục đại thực sự đã tới. Khốn kiếp, tiểu bùi ra kinh ngạc nhảy dựng lên. Lại chuyện gì nữa đây? Hoàng kỳ sợ hãi. Lão ngựa sử không phải đang ở trong cung, sắp bị chém đầu rồi sao? Chu Thanh nghi ngờ sao còn có tâm tư mời Yến cô nương nghe kịch. Lý bất ngôn vuốt đầu. Ôi, ôi, đau, đau. Yến tam hợp. Tạ chi phi nhìn nàng, mặt tái nhợt. Tại sao lục thời lại mời ngươi xem kịch? Yến tam hợp rũ mắt nhìn tấm vé kịch kia, cả người có cảm giác sợ hãi. Không biết. Tạ chi phi. Hắn muốn làm gì? Yến tam hợp. Không biết. Tạ chi phi. Là lành hay dữ? Yến tam hợp. Không biết. Tạ chi phi ngươi không thể đi. Yến Tam hợp ngước mắt lên, khóe mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Tạ Tam gia, ta không thể không đi. Tạ Chi Phi. Vì sao? Lục Đài vừa mới nói gì? Lão gia nhà ta muốn mời ngươi nghe một vở kịch nữa. Yến Tam hợp quay lại nhìn hắn. Điều này nghĩ là gì? Nghĩa là hắn đã từng mời ta nghe một vở kịch, ý ở ngoài lời, ngày đó ta và bất ngôn có thể vào xương xuân viên, là ý của hắn, là hắn sắp xếp. Tả chi phi nhíu mày. Sau đó thì sao? Yến tam hợp. Hắn ném mồi xuống, mặc kệ mồi có độc hay không, ta đều phải cắn, không có lựa chọn. Ta không quan tâm mồi câu có độc hay không. Tả chi phi vỗ bàn. Hoặc là đừng đi, hoặc là ta đi theo. Nương tử ta, ta sẽ bảo vệ. Tiểu bùi ra cũng vỗ bàn, hào khí ngất trời. Ta cũng phải đi theo. Lý bất ngôn tu nguyễn kiếm lại. Việc này có thể thiếu lý đại hiệp sao? Hoàng kỳ. Cả ta nữa. Chu Thanh. Yến cô nương sẽ không bỏ rơi ta chứ. Yến cô nương nhìn năm người trước mặt. Nhưng chỉ có một tấm vé kịch thì làm sao bây giờ? Tam gia đá tiểu bùi ra một cước. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nói với ta làm gì? Tiểu bùi ra nhìn lý bất môn một cái. Đại hiệp nói làm sao bây giờ? Không biết, ta chỉ là bình hoa chỉ phụ trách đánh nhau thôi. Lý đại hiệp đá quả bóng cao su cho Hoàng Kỳ. Ngươi thông minh, ngươi nói đi. Ta thông minh, người thông minh sẽ sợ ma ư. Hoàng kỳ dùng mũi chân đá đá Chu Thanh. Ngươi ổn trọng, ngươi nói đi. Chu Thanh ổn trọng liếc nhìn Yến Tam Hợp. Ta nghe Yến cô nương. Đúng lúc này, giọng của tham viên ở bên ngoài vang lên. Tam gia, vừa rồi có một nhóc ăn mày tới đưa tin nói, hắn xuất cung về nhà rồi. Xuất cung? Không bị gì sao? Tả Chi Phi ngạc nhiên nhìn Yến Tam Hợp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio mươi 376, đến hẹn. Yến Tam Hợp cũng rất ngạc nhiên. Buộc Hoàng đế hạ tội tỷ chiếu, lại còn có thể bình an vô sự, không biết là Hoàng đế rộng lượng quá hay là số lục thời tốt. Ta có cảm giác, tất cả mọi thứ, đều nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Yến Tam Hợp nhắm mắt lại nói với Tạ Chi Phi. Ta còn có một cảm giác, chân tướng sắp xuất hiện rồi. Chờ đã, đây là sự thật sao? Tạ Chi Phi quay đầu nhìn tiểu bùi ra, trên mặt tiểu Bùi gia còn mơ hồ hơn hắn. Tiểu Bùi gia, Yến Tam hợp khẽ gọi một tiếng, người ta trịnh trọng mời ta xem kịch, xuất phát từ sự lễ độ, ta nên như thế nào? Không phải ngươi, mà là chúng ta." Tả Chi Phi gõ bàn, tỏ vẻ phản đối. Yến Tam hợp liếc hắn, đổi giọng nói, "Chúng ta nên làm thế nào?" Nói đến đây, tiểu Bùi gia có một bụng lời muốn nói. "Đầu tiên, chúng ta phải bận trang phục lộng lẫy xuất hành." hắn có hơi ghét bỏ nhìn Yến Tam Hợp. Tiểu thư phải có dáng vẻ tiểu thư, trong tay không phải khăn thì là quạt tròn, quạt tròn dùng để che miệng khi cười, khăn dùng để lau nước mắt. Yến Tam Hợp, tiểu bùi ra nghiêng mắt, càng ghét bỏ hơn. Nam nhân cũng phải có dáng vẻ nam nhân, ăn mặc đường hoàng, tinh thần đầy đủ, đi đường phải hiên ngang, đừng lười biếng, giống như đàn bà vậy. Tạ chi phi, ánh mắt tiểu bùi ra đảo qua ba người kia, ghét bỏ trợn trắng mắt, nha hoàn, gã sai vặt ít nhất phải ăn mặc sạch sẽ. Cái khác, quên đi, cái khác các ngươi cũng làm không được. Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ Đồng loạt quay đầu nhìn Yến Tam Hợp mau, mắng chết hắn đi. Đều nghe theo tiểu bùi ra, ngày mai trang phục lộng lẫy xuất hành. Còn có... Yến Tam Hợp chậm rãi nói. Tối nay dưỡng đủ tinh thần, không đủ thì đừng theo ta vào sướng xuân viên. Bất Ngôn, nhớ mang theo hương. Mang hương đó là muốn hóa niệm giải ma trong lòng mọi người lập tức bừng bừng nhiệt huyết khi yến tam hợp có tâm sự thì sẽ xoay trái xoay phải không thể ngủ được một khi tâm sự đã trút xuống thì nàng sẽ ngủ nhanh hơn ai hết gần như là đầu vừa chạm gối đã không có ý thức ngược lại lý bất ngôn thì lăn qua lăn lại mãi vẫn không hề buồn ngủ một người cũng không buồn ngủ đó là tiểu bùi Gia hắn trở về phòng tỉnh táo lại một chút thì chợt toát mồ hôi lạnh Vở kịch ngày mai, lục thời chắc chắn sẽ đến. Lục thời đến, tai mắt của hoàng đế cũng theo sau. Mình và Tạ Ngũ Thập trắng trợn đi theo như vậy, có khi nào? Tiểu Bùi ra mùi dậy, khoác một bộ xiêm y xông vào phòng Tạ Chi Phi. Tạ Chi Phi đã ngủ, mới vừa mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức thấy một cái đầu xuất hiện trước mắt. Tạ Ngũ Thập, hay ngày mai chúng ta vào từ cửa sau sướng xuân viên đi lỡ như bị cẩm y về phát hiện. Ta hỏi ngươi. Tạ Chi Phi thật sự không chịu nổi sự ngu xuẩn của người này nữa. Trong chuyện này, Yến Tam Hợp có thể để hai chúng ta mạo hiểm không? Chắc chắn là không, đã sớm đuổi hai ta đi rồi, đều do hai chúng ta hèn, thế nào cũng muốn dính vào. Ta hỏi lại ngươi, cái siết cổ của lục đại, có phải thật sự muốn mạng Yến Tam Hợp hay không? Lúc trước thì đúng vậy. Đồng từ tiểu bùi ra chậm rãi đào một vòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chưa chắc thì không phải là đang cứu mạng nàng ép nàng không nên xen vào cho nên vở kịch ngày mai lục thời chắc chắn sẽ có sắp xếp ngươi có tin không tin vậy không phải là được rồi sao tạ chi phi đưa tay kéo phẳng xiêm y bùi tiếu ngày mai mặc đồ lẳng lơ một chút đừng quên làm thế nào để người ta thấy tiểu bùi gia chúng ta cũng là một nhân vật phong lưu phóng khoáng chuyện khác giao cho nương tử tương lai của ngươi trong lòng nàng biết rõ chật chật nương tử ta cũng thật thông minh nếu không phải ta sợ nàng gả cho người khác chịu khổ thì nào đến lượt nhà ngươi. Tả chi phi mệt mỏi nhắm mắt lại, ám chỉ hắn có thể cút rồi. Thế nhưng tiểu bùi ra lại không lĩnh hội. Vậy ngươi nói xem, lục thời sẽ dùng cách gì để đến sướng Xuân Viên, gặp mặt chúng ta? Ta nào biết, ngươi đoán xem, đoán muội muội ngươi. Tả chi phi phiền muốn chết, giết lên. Tên nhóc ngươi có cho người ta ngủ không? Chật chật, nóng tánh qua tiểu bùi gia vừa đi ra ngoài vừa không quên nói hắn hôm nay tìm nữ nhân tiết hòa e là không còn kịp rồi thôi cố dùng năm ngón tay ngoan cũng được cút một cái gối ném về phía hắn lúc trời còn tối quản sự lục phù lục đại đi vào đông viện như thường ngày đông viện yên tĩnh lục đại đi tới trước giường khẽ gọi một tiếng lão ra lục thời nghe thấy âm thanh mắt cũng không mở chống ván giường ngồi dậy lục đại kéo quần hắn lên trên đầu gối đốt thanh ngải cứu hơ cho hắn chân phải lục thời bị thương lúc truyền trời sẽ đau nhức lúc nghiêm trọng nhất còn chẳng thể đứng nổi thẩm thái y giỏi nhất việc nắn xương đã đề nghị hắn dùng ngải cứu hơ hơ xong phải cần hơn nửa canh giờ lục thời mới hoàn toàn tỉnh táo lại rửa mặt xong hắn vào trong viện bắt đầu luyện công đây cũng là một trong những việc hắn phải làm mỗi ngày hơn nữa còn mặc kệ mưa gió gì luyện công xong đổ mồ hôi thì đến tịnh phòng tắm rửa lúc đi ra trời đã sáng lục đại cầm quần áo chờ bên ngoài bình phong hôm nay là ngày nghỉ không cần vào chiều lục thời mặc thường phục lão ra lại gầy đi rồi lục đại nhìn áo quần rộng rãi của hắn xoay người đi ra ngoài lúc đi vào trên tay còn lấy thêm một bộ kim chỉ hắn ngồi xổm xuống luồn kim vào bên hông áo của lục thời quần áo là bộ mặt của một người con người lão ra chuyện gì cũng có thể tạm bỡ được, nhưng chuyện chuyện mặc quần áo thì phải có nề nếp, góc áo nhăn một chút cũng sẽ không đi ra khỏi viện. Lục thời mặc cho hắn khâu vá một hồi, hỏi. Đã bố trí hết trong gánh khác chưa? Lục đại chẳng ngừng đầu lên. Hồi lão ra, chàng vạng hôm qua đã làm xong rồi, lát nữa dùng xong điểm tâm, ngài đi xem thứ. Không cần, lát nữa ta còn có công vụ phải xử lý. Bữa sáng là cháo gạo hai miếng khoai lam cộng thêm ba đĩa thức ăn sáng lục thời dùng xong thì vào thư phòng thẳng cho đến buổi trưa mới ra khỏi thư phòng đến sảnh phụ dùng cơm cơm vừa dùng vài miếng thì đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng trống tiếng chiêng tay gắp thức ăn của lục thời khựng lại mở màn rồi à bẩm lão ra ngài không đến bọn họ nào dám đây là đang diễn thử đi thôi lục thời buông đũa thản nhiên nói đi xem thử chủ tớ hai người một trước một sau bước ra sân. Hai thị vệ canh giữ cổng viện, thấy người đi ra, thì cung kính nói. Lục đại nhân, ngài muốn đi đâu? Đến hậu viện nghe kịch. Lục thời trước nay phong độ rất tốt, lúc nói chuyện với thị vệ, còn hơi cúi người. Một thị vệ trong đó chờ hắn đi xa, tò mò hỏi. Lục đại nhân còn thích nghe kịch à? Một thị vệ khác. Chưa từng nghe nói đến. Nghe đi, tiếng la, tiếng trống đã gõ rồi kìa hèn gì hôm qua nghe trong hậu hoa viên có động tĩnh, hóa ra là đang dựng sân khấu. Vô tư với đó, lúc này rồi mà hắn còn không sợ. Họ không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt trao đổi với đồng liều. Trong viện là hai người bọn họ trông coi, cửa chính, cửa sau, cửa góc, cửa hông mỗi nơi đều có hai cầm y vệ. Nói dễ nghe thì là bảo vệ lão ngựa sử, nói khó nghe một chút. Tang, 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 tang một hồi tiếng la dồn dập truyền đến. Thị vệ cười lạnh lẽo, Ơ, ờ, vở kịch này hát thật rồi nè." Chương 377, thư sinh. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Trước cửa sướng xuân viên, có hai chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa dừng hẳn, thị vệ nhanh nhẹn nhảy xuống xe, đặt ghế xuống, xoay người vén rèm lên. Từ trong xe có hai nam tử trẻ tuổi bước xuống, phía trước mặc một bộ áo gấm, cao lớn anh tuấn vị phía sau kia tay phe phẩy quạt xếp, ngừng đầu ưỡn ngực. Hai người đứng lại, rồi đồng thời nhìn về phía xe ngựa phía sau. Tỷ nữ trẻ tuổi đã vén rèm xe lên, từ bên trong có một bàn tay trắng nõn đưa ra. Tỷ nữ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay, đỡ thiếu nữ tóc đen ra khỏi xe, trên khuôn mặt trắng ngọc là đôi mắt đen lạnh lùng. Nàng ngẩng đầu nhìn hai nam tử trẻ tuổi, mỉm cười. Ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười ấm áp, trong khoảnh khắc, hai vị nam tử trẻ tuổi đều ngừng thở. Nam tử phe phẩy quạt thầm kêu rên một tiếng, Bồ Tát, có thể động phòng ngay bây giờ hay không? Tiểu gia ta lòng xuân nhộn nhạo quá. Nam tử áo gấm nghiên răng nghiến lợi, vẫn không đành gả nàng đi sớm quá, giữ lại vài năm đã. Thiếu nữ đỡ tay nha hoàn, yêu kiều đi tới trước cửa, đưa tấm vé xem kịch trong tay. Chờ ở cửa chính là một trung niên nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi, hắn không nhận lấy mà nhìn về phía sau thiếu nữ. Yến cô nương, một tấm vé kịch chỉ có thể vào một người. Yến Tam hợp hiếp mắt, nói. Vậy khỏi nghe kịch, bất ngôn, chúng ta đi. Khoan đã. Lời vừa ra khỏi miệng, trung niên nam tử mới phát hiện mình đã phạm sai lầm trong lúc cấp bách. Bọn họ một người là tam gia của phù tả đạo chi, một người là đại công tử của bùi thái y. Yến Tam hợp cười yếu ớt. Bọn họ là đi cùng ta, trình viên chủ nam nhân trung niên hơi biến sắc, nói. Làm sao ngươi biết ta họ trình, chán ngươi nhô ra, sống mũi thẳng tắp, tai rộng miệng tròn, vừa nhìn đã biết là người có phúc, không phải vườn chủ thì có thể là ai. Yến Tam hợp phe phẩy cái quạt tròn trong tay. Hơn nữa, đã là lúc nào rồi? Đã là lúc nào rồi, ngươi còn ngăn cản không cho người của ta vào. Lãng phí sự sắp xếp hao tâm phí sức của lão ngựa sử. Yến Tam hợp nhét vé vào tay hắn. Tam gia, Tiểu bùi ra, chúng ta đi. Tam gia ven áo dài lên, tiểu bùi ra vung quạt, một trước một sau đi qua dưới mí mắt trình phù giao. Đi vào cứ phải gọi là khí thế hùng hổ. Mấy vị khách phía sau nhìn thấy thì cực kỳ tức giận. Này, 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 sao bọn họ chẳng mua cả vé? Đúng vậy, sướng xuân viên không phải không tiếp đái khách nữ sao? Lúc này lão tiểu nhị đi tới, tươi cười nói. Chư vị thứ lỗi, Bọn họ là khách quý trình viên chủ chúng ta mời tới hôm nay. So với sướng xuân viên ban ngày, thì sướng xuân viên ban đêm càng kiều diễm hơn. Dọc được đi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Người dẫn mấy người yến tam hợp là nha hoàn áo đỏ ngày đó. Nhà hoàn mỉm cười dẫn người lên lầu 2, chỉ vào phòng bao chữ. Cúc, nói, cô nương, hai vị công tử, mời vào bên trong. Yến Tam ngồi xuống vị trí chính của bàn vuông, Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu ngồi một trái một phải, ngồi bên cạnh nàng. Tiểu lâu tiếng người nói ồn ào. Dưới lầu đặt tám cái bàn, người ngồi chật ních. Trên lầu có tám cái phòng bao, không có cái nào trống không. Tiểu Bùi ra hồ đồ, đưa mũi chân đá Tạ Chi Phi. Huynh đệ, tình hình gì đây? Thì ra lục thời không bao tròn. Trong đầu Tạ Chi Phi lộn xộn, không biết phải trả lời hắn như thế nào, đành phải dùng mũi chân đá đá yến tam hợp. Yến Tam Hợp đang đánh giá gian phòng này. Lạ thật, lần trước trở về, phòng bao này có thể thấy được động tĩnh phía hai bên trái phải. Nhưng lần này, hai bên đã biến thành cánh cửa kín mít, phòng bao này lập tức biến thành một không gian kín. Phát hiện tạ chi phi đá nàng, nàng cũng không hỏi vì sao đá, mà nhìn Lý Bất Ngôn phía sau. Lý Bất Ngôn không nói hai lời đã đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Hoàng Kỳ căn bản không cần tiểu bùi ra dặn dò, cũng rời đi theo, chỉ để lại một mình chu thanh canh giữ ở cạnh cửa ánh mắt đánh giá xung quanh yến tam hợp nghiêng đầu về phía trước thấp giọng thực ra ta cũng không biết chờ bất ngôn đi thăm dò đá rồi nói sau tạ chi phi ta còn chưa nói gì mà tiểu bùi gia tạ ngũ thập ngươi có ích gì đâu vẫn là nương tử và ta tâm linh tương thông tiểu bùi gia suy nghĩ một lát đề nghị tam hợp hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi lần trước ở giáo phường ti tùy tiện đi dạo một lát không phải cũng đụng phải quế hoa đó sao. Yến Tam Hợp cũng nghĩ như vậy. Chờ kịch bắt đầu chúng ta tìm cơ hội đi ra ngoài, tam gia ở lại chỗ này, phòng ngừa bất chắc. Tạ chi phi. Ừ. Một tiếng, trong lòng hơi chua xót. Đây là nỗi mất mát khi làm anh rể sao. Lại nghĩ, cảm thấy suy nghĩ này khởi lên thật sự không thích hợp, vẫn nên ứng phó chuyện trước mắt thì quan trọng hơn. Tang. Một tiếng la trong chèo vang lên, dạp hát ồn ào náo động lập tức yên tĩnh lại vở kịch bắt đầu rồi lúc tiếng chống nhạc vang lên trên sân khấu có hai người chậm rãi bước ra một là tăng nhân chùa phổ cứu một người khác mặc áo dài màu trắng đầu đội mũ nhỏ anh khí bừng bừng là nhân vật chính của vở kịch này trương sinh sao lại là tây sương ký tiểu bùi gia nhỏ giọng nói thầm đoạn tình của thư sinh nghèo và đại tiểu thư hắn đã xem đến chán rồi sao lại không diễn đoạn tình của thư sinh anh tuấn và cô nương nghèo chứ hắn liếc trộm yến tam hợp như thế mới ứng cảnh chứ tả chi phi cũng không thích xem vở kịch này trong nhà mời gánh hát nếu diễn võ hắn còn có thể xem thêm vài lần yến tam hợp lại càng cảm thấy kỳ quái tây sương ký là diễn cho các đại cô nương tiểu tức phụ xem trong dạp hát này đều là nam nhân rõ ràng không thích hợp hai vị tiểu bùi gia thấp giọng hỏi lục thời định hát vở kịch nào cho chúng ta thế tả chi phi nhíu mày bất kể là cái gì thì cũng phải xem tiếp lúc này chúng ta không chọn được vừa dứt lời trên cổ tay có thêm một bàn tay tả chi phi giọng yến tam hợp hơi run tả chi phi nhìn cô chằm chằm không hiểu gì nhưng cũng căng thẳng theo sao vậy ngươi véo ta một cái dùng sức véo sao ta nữa? tả chi phi cầm ngược tay cô tát vào mặt mình một cái Bốp. Lòng bàn tay tuyến đến sự đau đớn, Yến Tam Hợp cảm thấy toàn bộ thế giới đều dừng lại. Trên sân khấu, thư sinh nhìn vào chiếc cổng vòm, cao giọng nói. Ai à, bên kia vườn thật lớn, không biết là nơi nào, ta càng tùy hỷ tùy hỷ. Tiểu hòa thượng vội ngăn lại. Tiên sinh mời dừng bước, bên kia không đi được. Thư sinh không hiểu. Tại sao? Tiểu hòa thượng nói. Trong này có phu nhân thôi tướng quốc quá cố vào anh oanh tiểu thư thư sinh cúi đầu như có điều suy nghĩ, sau đó xoay người. Đúng lúc này, trong vườn truyền đến tiếng gọi như chim oanh, hồng nương, mở cửa ra nào. Tiếng gọi này đến đột ngột như thế, lại là tự nhiên như thế. Thư sinh ngẩng mặt lên. Khuôn mặt kia hoàn toàn hiện ra dưới ánh đèn, trong ánh mắt hiện ra sư hoảng loạn, tựa như đang nói làm sao bây giờ. Ta có nên trốn không? Mà Yến Tam Hợp ngồi trong phòng, cúc, ánh mắt cũng kinh hoàng như thế. Tạ Chi Phi, Bùi Minh Đình, các ngươi xem, các ngươi xem, thư sinh kia, thư sinh kia. Thư sinh làm sao? Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu gần như đồng thời chuyển ánh mắt đến gương mặt thư sinh. Vừa chuyển qua, thì như bị sét đánh. Thư sinh kia thế mà lại là lục thời giả trang. mươi 378, kỳ lạ. Dù trước đó đã dự đoán 100 lần, 1.000 lần, một vạn lần cách lục thời và bọn họ gặp nhau, không ai ngờ lại là kiểu này. Đường đường là quan lớn nhị phẩm, văn võ bá quan nhìn thấy nghe tin đều sợ mất mật, ngự sử đại nhân cương trực nhất trong quan trường Hoa Quốc. Một nam tử 55 tuổi già nua, vậy mà mặc hí bào, trang điểm, giả làm thư sinh trẻ tuổi. "Đây, đây, đây." Hô hấp tiểu bùi ra trì trệ, thân thể ngửa ra sau, cả người lẫn ghế té ngã chồng vó trên mặt đất. Đối diện, hai tay cả chi phi dùng sức móc góc bàn hai con mắt nhìn chằm chằm thư sinh trên sân khấu, ánh mắt nhìn đến mỏi như, cũng thể thoát khỏi sự khiếp sợ. Yến tam hợp, tiểu bùi ra dãy rùa từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu gia ta không bị quỷ hù chết, lại suýt nữa bị người sống hù chết, hắn, hắn, hắn đây là muốn làm gì? Yến tam hợp chẳng nói nên lời. Hóa niệm giải ma nhiều lần như vậy, chưa có lần nào đầu óc rối tung lên, chẳng thể nào tìm ra được sợi chỉ mấu chốt kia cả càng chưa bao giờ người cần đốt hương xuất hiện trước mặt nàng bằng cách này hầu như tất cả người thắp hương đều khóc sám hối đau khổ quỳ gối trước mặt nàng ta không biết yến tam hợp say chán mình một cái muốn để mình trở nên chấn định một chút ta cũng không hề muốn biết tạ chi phi lấy lại tinh thần vậy chúng ta làm sao bây giờ ta cũng không biết đầu óc yến tam hợp trống rỗng sân khấu kịch thư sinh lục thời lục sinh Thư sinh, sân khấu kịch, Yến Tam Hợp thì thào tự nói, hắn là muốn diễn cho ai xem đây? Yến cô nương, giọng Chu Thanh kéo hồn Yến Tam Hợp trở về, có người tìm. Yến Tam Hợp xoay người nhìn người tới, bỗng dưng đứng lên. Lục Đại tiến lên một bước, thấp giọng nói, lão gia nhà ta bảo ta truyền lời với Yến cô nương, kịch vừa bắt đầu là có thể hóa niệm giải ma cho nàng. Cái gì? Tìm Yến Tam Hợp đập nhanh như sấm. Cái gì? tả tam gia cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Tiểu bùi ra như tan thành mây khói. Lục quản sự, hóa niệm giải ma cần chuẩn bị một bàn tế đàn, ba mâm trái cây, hai giá nến, một cái lư hương, lão ra nhà ngươi cần tắm rửa thay quần áo, tự mình thắp hương mới được. Mặt yến tam hợp tối lại, biến thành ánh sáng đâm vào lòng người. Còn nữa, lão ra nhà ngươi phải biết rõ tâm ma của nàng là cái gì. Lục đại nghe xong nhíu mày, lãnh đạm nói. Ta chỉ là người truyền lời, tiểu thư, tiểu thư. Đúng lúc này, Lý Bất Ngôn chạy nhanh vào phòng bao, vội cởi bao quần áo trên người, ném lên bàn, rậm chân nói. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Sao bao quần áo lại nóng chứ? Bên trong không có gì nóng cả mà. Biểu cảm của Yến Tam hợp như đang nhìn thấy quỷ, nhưng mà biểu cảm này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Bỗng nhiên, nàng như chợt hiểu ra gì đó, không nói hai lời, đã mở bao quần áo ra lấy một cây hương từ bên trong ra. Trên đầu cây hương đã cháy, thế mà lại tự đốt. Mặt tiểu bùi da trắng bệch, lại ngã xuống đất, giọng nói cũng run rẩy không ngừng. Đây, đây là, có quỷ sao, đây là chuyện gì xảy ra, Yến Tam Hợp. Tả Chi Phi cũng rất hoảng, hoảng đến mức giọng nói cũng run rẩy. Phụ thân thắp hương, trái đốt một lần đốt không cháy, phải đốt cũng không cháy, sao bây giờ lại tự đốt như thế, cũng nương nó quái quỷ quá đi. Yến Tam Hợp căn bản không nghe thấy hai người này nói chuyện. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm hương thơm trên tay, trong mắt đen co lại thành một điểm cực nhỏ. Đốt rồi. Chính ngươi đã đốt nó, phải không? Ngươi đợi không kịp nữa, phải không? Lục phủ ngũ tạm của Yến Tam Hợp như bị cái gì đó đánh mạnh một cái, thế cho nên trong lòng nàng còn có một câu, nhưng không nói ra miệng, là hắn hát tây sương ký cho ngươi nghe, đúng không? Thật lâu sau Yến Tam Hợp dùng ngữ khi cực kỳ bình tĩnh lại trầm thấp, nói với Lý Bất Ngôn. Nơi vào cửa hình như có một tế đàn cung phụng quan nhị ra, người đi lấy lư hương ra. Lý Bất Ngôn tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nghe xong thì vội xông ra ngoài. Chu Thanh nhìn cây hương kia, ra đầu tê dại nói. Yến cô nương, cần ta làm gì không? Yến Tam Hợp yên lặng một lát, nghĩ đến tình hình lần đầu tiên đến phòng lục thời, nhẹ giọng nói ra ngoài vườn hái hai cành hoa quế vâng yến tam hợp nhìn về phía lục đại có cảm giác mặc cho số phận nói cho lão gia nhà ngươi biết tâm ma tĩnh trần đã bắt đầu hóa giải lục đại không có biểu cảm gì xoay người rời đi tiểu bùi ra đứng khỏi mặt đất tuyệt vọng sao lại bắt đầu rồi chúng ta còn chưa biết tâm ma của tĩnh trần mà yến tam hợp nương nó nương nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế tạ chi phi cũng có thể nói là hoàng sợ. Dù là chính hắn xuyên hồn vào tạ phủ tam gia, nên chuyện quỷ thân gì đó cũng chưa bao giờ sợ hãi, thế nhưng giờ phút này hắn lại cực kỳ khiếp sợ. Hóa giải tâm ma lần này hoàn toàn khác với hai tâm ma trước kia. Hoàn toàn khác nhau. Yến Tam Hợp nhìn ánh mắt tạ chi phi, không hề báo trước mỉm cười với hắn. Tả Chi Phi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bàn tay nắm góc bàn vô thức buông ra, Nỗi tê dại trong lòng từng chút lan ra. Một hồi lâu, hắn tìm được giọng nói của mình, miễn cưỡng hỏi. "Yến Tam hợp, ngươi cười gì thế? Hình như ta tìm được đầu sợi dây kia rồi." "Đầu dây nào?" Yến Tam hợp không nói nữa, lại nhìn cây hương kia, ngẩn người một hồi. "Tiểu thư, tiểu thư, Lư Hương có rồi." Lý bất ngôn xông vào. Yến Tam hợp nhận lấy Lư Hương, đặt ở phía trước bàn vuông, cắm hương vào. Đúng lúc này, Chu Thanh và Hoàng Kỳ cũng trở lại. Trên tay Chu Thanh cầm hai gốc hoa quế. Yến Tam Hợp đặt hoa quế bên cạnh Lư Hương. Ngồi xuống trước đá. Tất cả mọi người gión rén ngồi xuống, Hoàng Kỳ vừa định hỏi một câu. Sao lại thấp hương? Nhưng vừa mở miệng đã bị Chu Thanh bên cạnh bịt lại. Đừng nói chuyện. Sau cái đầu, chậm rãi nhích về phía trước, lại nhích về phía trước. Nếu giờ phút này có người vào phòng bao, sẽ nhìn thấy một bức hình khiến người ta sởn gai ốc như vậy. Sáu người trong phòng bao, ánh mắt đều không giặt trên sân khấu, mà nhìn chằm chằm vào một cái lư hương. Các ngươi nhìn kỹ nhé. Yến Tam hợp chỉ vào khói trắng lượn lờ bay lên, nói. Khói bay đi đâu rồi? Hoàng kỳ nhíu mày. Không bay đi đâu cả. Chu Thanh lắc đầu. Không đúng, nó đang tụ lại ở phía trên lư hương. Tìm lý bất ngôn đập nhanh. Nó, hình dạng của nó giống như đôi mắt của nữ nhân. Tam gia trầm giọng, đang dịu dàng tình cảm nhìn lên sân khấu. Tiểu Bùi gia run giọng, hương này lại, lại thông nhân tính, tâm ma của Tĩnh Trần, hẳn là nam nhân trên sân khấu kia. Trong ánh mắt Yến Tam hợp có sự dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng chỉ là không chờ nổi nữa nên tự mình đốt hương. Ngừng một chút, nàng lại khẽ giọng nói, 8 năm lại 18 năm, có lẽ bọn họ đã quá lâu không gặp nhau rồi. Trường 379, trong kịch, 8 năm, lại 18 năm. Đó là quãng thời gian dài, dài đến mức cả hai đều già đi. Yến Tam Hợp nhìn Hương, thấp giọng xuống. Mở đầu của chuyện xưa hẳn là giống như trong kịch, thiên kim đại tiểu thư và thư sinh nghèo gặp nhau, tuy rằng thân phận của bọn họ một cao một thấp, lại ngăn không được rung động trong tim. Trong câu chuyện, là đại tiểu thư gặp nạn và thư sinh nghèo ngủ đông. Giáo phường ti 8 năm, am thủy nguyện 18 năm, từ cao quý đến ti tiện, từ ti tiện đến phận môn, thư sinh nghèo không thay lòng đổi dạ, mà là yên lặng chờ đợi. Kết quả của câu chuyện là sau khi đại tiểu thư qua đời, thư sinh nghèo rút kiếm đâm vào tất cả những người đã làm tổn thương đại tiểu thư. Một kiếm cuối cùng của hắn đâm thẳng lên trời. Tất cả mọi người nghe đến ngây người, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa cây hương và sân khấu. Câu chuyện này có thật không? 26 năm, sao hắn có thể làm được? Yến Tam hợp nhìn thư sinh trên sân khấu nhẹ nhàng cười. Chu Thanh bất ngôn. Lát nữa khi vở kịch sắp kết thúc, hai người đi canh cửa trước và cửa sau của sướng xuân viên. Hoàng Kỳ người phụ trách quan sát thư sinh nghèo. Ba người nhìn nhau đồng thời gật đầu. Tiểu Bùi gia, hả? Ngươi biết huyệt vị nào đâm xuống thì con người có thể tỉnh lại không? Bùi Tiếu co rúm ngươi lại. ước chừng là biết. Yến Tam Hợp. Lát nữa thắp hương xong, nếu ta bất tỉnh, thì dù thế nào ngươi cũng phải làm cho ta tỉnh. Nếu không tỉnh, ngươi đâm một đao lên người ta. Mặt bùi tiếu trắng bệch. Yến Tam Hợp, ngươi đổi người khác đi, trái tim ta không được tốt lắm. Yến Tam Hợp quay đầu. Tam gia được không? Trong mắt Tam gia như có băng lạnh. Ngươi ngứt đi, có nghĩa là tâm ma đã hóa giải xong. Có cần thiết phải gặp lục thời không? Có cần phải mạo hiểm hay không? Có. Yến Tam Hợp im lặng một lúc lâu. Ta từng giải nhiều tâm ma như vậy, mà chưa có tâm ma nào hóa giải xong, người giải ma như ta còn có một bụng lời muốn hỏi. Vừa khéo lúc này trên sân khấu kịch, oanh anh và bà Mai bước đến, khiến cho Trương sinh nhịn không được từ phía sau núi giả bước ra. Oanh oanh xoay người, thấy là một hậu sinh trẻ tuổi anh Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nhịn không được lại nhìn thêm một cái. Trương sinh như mất hồn, cứ đứng ngây ra bà Mai dùng quạt ngăn ánh mắt của hai người. Tiểu thư, chúng ta về đi. Các ngươi xem, trong kịch tiểu thư và thư sinh gặp nhau, ngoài kịch thì sao? Đầu lưỡi yến tam hợp đắng chát. Các ngươi không tò mò giữa bọn họ, đã xảy ra chuyện gì sao? Không tò mò tiếng la kia có ý nghĩa gì? Không tò mò vì sao một khúc tây xương có thể hóa tâm ma của nàng ư? Ngươi tò mò, ta cũng tò mò. Ngươi muốn biết thì ta cũng muốn biết. Tạ chi phi nhìn sườn mặt yến tam hợp, được, hết thảy đều sắp xếp ổn thỏa, Yến Tam hợp lo lắng gì về sau cũng không còn nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nàng xem hết vở kịch này. Vở kịch càng xem càng kinh hãi. Lúc này dưới sân khấu, đã có khán giả xì xào bàn tán. Vở kịch hôm nay, tuy thư sinh hơi già, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại rất chính đáng. Hát hay, sạch sẽ, không hề dây dưa dài dòng. Ngươi xem ánh mắt hắn đi, sáng đến kinh ngạc. Ai diễn thế, ta hình như chưa từng nghe người này hát hí khúc, cao thấp gì cái con hát chứ. Tiếng chống nhạc rừng, thư sinh thua quạt lại, cất giọng hát. Lời nói rồi, tâm phiền muộn, một ngày sầu khổ nơi khóe mi, tiểu thư A. Ẩm A cuối cùng kéo dài không dứt, lại lặp đi lặp lại nấn ná mấy lần. Khán giả dưới đài, ầm ầm trầm trù khen ngợi. Trong phòng bao chữ, cúc, ngoại trừ yến tam hợp, năm người còn lại đều sững sờ đến ngẩn người. Hoàng Kỳ, trên đài một phút, dưới đài 10 năm giọng hát này, không chỉ 10 năm đâu. Chu Thanh, con người gần 60 tuổi rồi, dáng người sao lại còn giống người trẻ tuổi vậy? Lý Bất Ngôn, đợi sau này đến bộ phần nương ta, ta sẽ nhắc với nàng về nam nhân này, hắn không giống như Phượng Hoàng Nam. Tiểu Bùi Gia, thế đạo này sao nhiều người có bí mật thế, bà ngoại ta là thế, người trước mắt cũng vậy, sắp thành tinh hết rồi. Tả Chi Phi, ngựa sử, con hát con hát ngự sử ai có thể tin ai dám tin ánh mắt tạ chi phi lại len lén liếc về phía yến tam hợp nàng cũng vậy nếu không phải trùng hợp nhiều như vậy thì ai có thể tin tiểu thư trịnh gia sớm đã tám thân trong biển lửa bây giờ lại còn sống như thế này hả ánh mắt tạ chi phi lại di chuyển một chút dừng lại ở hương hương này không đúng đốt nửa ngày mới rất một miếng nào giống như trước kia chỉ chớp mắt đã đốt xong rồi. quá nhiều sự kinh hãi, Tạ Chi Phi muốn chết lặng. Yến Tam hợp, ngươi có phát hiện Hương hôm nay đốt rất chậm không? hay không, hôm nay Hương này đốt đặc biệt chậm. phát hiện rồi. Yến Tam hợp nhìn đám xương trắng như có như không kia, thấp giọng nói. Hương này hẳn là không muốn bỏ qua mỗi một động tác, mỗi một câu hát của hắn rồi. đúng thế. chia cách quá lâu mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của người đều vô cùng chân quý. Tả Chi Phi lại nhìn trộm Yến Tam Hợp. Trong mắt, ẩn sâu sự dịu dàng. Trên sân khấu, lục thời đóng vai thư sinh đứng dưới ánh trăng, một mình lầm bầm. Ban ngày nghe Pháp thông nói, oanh oanh tiểu thư, mỗi đêm đều đến hoa viên thắp hương, đêm nay trăng thanh gió mát, nếu nàng tới đây, ta chắc chắn có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Hắn từng bước từng bước về phía hoa viên, thò đầu nhìn dưới ánh trăng, có một thiếu nữ thức tha đứng đó. Thiếu nữ kia xoay người, gương mặt trắng nõn chợt giống như hoa đào nhuộm nước xuân, đôi mắt sán lạn. Lục thời trong lòng lắc đầu. Đây là thôi oanh oanh trong kịch, không phải thiếu nữ trong lòng hắn. Đôi mắt thiếu nữ trong lòng hắn, còn sáng người hơn thôi oanh oanh, vừa anh khí lại hơi lộ ra yêu khí mê người. Phải, yêu khí. Đây cảm giác của lục thời năm 22 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy đường chi vị 12 tuổi. Yêu khí này, hắn đã từng thấy trên người nương ruột viên thị của mình. Điều khác biết là, viên thị thì sẽ vô thức tản ra yêu khí này đối với tất cả nam nhân mà tiểu nha đầu kia. Chỉ với hắn, thông thường, trẻ 3 tuổi thì không có trí nhớ. Lục thời lại có. Lúc 3 tuổi lẻ 8 tháng, hắn tinh tường nhớ rõ cái đêm xét đánh kia, nam nhân bước vào tiểu viện của mẫu tử bọn họ, là đại gia của lục phủ cũng là đại bá trên danh nghĩa lục thời. Đêm hôm đó, hắn đã ngủ ở bên cạnh nương. Vốn dĩ hắn đã ngủ rồi, nhưng sấm sét đánh xuống làm hắn bừng tỉnh, mở mắt ra đã thấy hai người trần chuồng. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, không dám phát ra chút tiếng động. Chiếc giường bị lắc lư vang lên tiếng kẹo kẹt. Nam nhân khó làm nên sách nữ nhân xuống đất, kêu cho nàng vịn mép giường, từ phía sau. Hai người bọn họ vốn đều nhắm mắt lại, Nam nhân dùng sức một cái, mắt xuân của nữ nhân bị đẩy ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn. Đúng lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Cô nương tóc đen, cười quyến rũ hắn, ngón tay dựng thẳng bên môi, ý bảo hắn đừng nói gì. Đó là một đôi mắt đẹp biết bao, đôi mắt híp thành một sợi dây dài tinh tế, cực kỳ xinh đẹp. Đó lại là một ngón tay đẹp đến thế nào, giống như cộng hành xanh mướt, đầu ngón tay còn phiếm màu hồng nhạt. 3 tuổi lẻ 8 tháng, hắn thầm mắng hai chữ trong lòng, kỹ nữ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 380, tuổi thơ. Cái từ kỹ nữ này là từ hắn nghe được nhiều nhất khi còn bé. Hắn đi đâu thì cái từ này sẽ theo tới đó. Trước 3 tuổi lẻ 8 tháng, hắn không biết từ này rốt cuộc là có ý gì, chỉ có thể theo bản năng cảm nhận ánh mắt lục ra nhìn hắn từ trên xuống dưới, khác với ánh mắt họ nhìn các thiếu gia. Từ đêm hôm đó, hắn không chỉ hiểu ý nghĩa của từ này, còn hiểu từ kỹ nữ trong lời người lớn là để chỉ nương hắn. Nương là một kỹ nữ xinh đẹp, đẹp tới mức nào ư, nam nhân thấy nàng thì đi không nổi. Hắn được nàng ôm vào lòng ngủ, biết vòng eo nàng nhỏ đến mức nào. Nàng từng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cho nên hắn biết môi của nàng mềm bao nhiêu, mặt trắng bao nhiêu. Nương xinh đẹp như vậy, nhưng hắn lại rất hận. Bắt đầu từ đêm đó, hắn thà một mình núp ở góc tường, ngủ ổ gà, ngủ chuồng heo, cũng không muốn ngủ ở cái giường kia. Hắn thậm chí còn chẳng thèm kêu một tiếng. Nương! Có chuyện gì sẽ dùng thử? Ê! Thay thế, nàng căn bản không thèm để ý, vung tay lên tắt hắn, chống eo mắng. Ngươi là cái thá gì? Biết vậy lúc trước ta đã uống thuốc trượt thai kéo xúc sinh ngươi vào hầm cầu cho rồi. Bị đánh, nên hắn vắt hết óc trả thù. Cố ý ban đêm không ngủ, học tiếng chó sủa, học tiếng mèo kêu, tiếng sói chu. Cô y ném đá vào nhà khi tiếng kêu của họ lớn nhất, ghê nhất là một lần, hắn nhặt nửa tấm mặt nạ ra quỷ ném vào, khiến nam nhân sợ tới mức chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đổi lấy, là những cái đánh nặng nề. Trước kia bị đánh, hắn sẽ khóc sẽ gào, nhưng khi màn đêm chớp nhoáng kia qua đi, hắn sẽ không khóc nữa, không rên một tiếng mặc nàng đánh. Lục thời thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không đánh chết ta, một ngày nào đó ta sẽ đánh chết ngươi. Đúng vậy, lục thời từ nhỏ đã là một người tàn nhẫn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn biết mình là người lục gia hàng thật giá thật. Loại mua bán khai thác đá này, một vốn bốn lời, núi vẫn luôn ở đó, chỉ xem ai có bản lĩnh vượt qua đường xá hoang dã thôi. Người lục gia ở huyện lục hợp độc chiếm mối mua bán này, nếu trên tay không dính chút máu, trên người không gánh mấy mạng người, thì tuyệt đối không thể đứng vững chân về phần hắn là con của nam nhân nào của lục gia, vậy thì rất khó nói, dù sao người cha hờ của hắn đến giờ vẫn chưa từng nhìn thẳng hắn. Nữ nhân xinh đẹp một khi đùa giỡn được, thì sẽ không thiếu bạc. Những nam nhân kia vì muốn ngủ với nàng, sẵn sàng siết chặt dây lưng quần mấy tháng, huống chi nam nhân lục phủ, ai chẳng có mấy ngàn bạc tiền riêng trong tay. Nữ nhân rất sẵn lòng cho hắn tiêu bạc, cho nên siêm y một năm bốn mùa, ăn uống của hắn, mọi thứ đều tốt hơn thiếu gia lục phủ. Nhưng cho dù ăn mặc có đẹp, cũng không có ai coi hắn là thiếu gia, bọn họ đều mắng hắn là con hoang, xúc sinh, tạp trùng. Trước kia người ta mắng hắn tạp trùng, hắn chỉ biết nước mắt lương tròng. Sau đó ai mắng hắn một câu tạp trùng, hắn sẽ ném đá, nếu không có đá thì hắn dùng răng cắn. Từ thiếu gia lúc phủ, suýt nữa bị hắn cắn chết. Mùa đông năm ấy, lục gia tế tổ, môn tình sùng, hắn mặc dù là thiếu gia, nhưng không được cho phép đi vào trong từ đường, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Từ thiếu gia ngày đó cũng không đi vào, bởi vì ngày đó cầm tinh của hắn, phàm sung với tế tự. Người lớn phân biệt rõ ràng nguyên nhân tư thiếu gia và thất thiếu gia không thể đi vào từ đường, tứ thiếu gia lại không rõ ràng lắm. từ thiếu gia quay đầu, hung tợn nhìn hắn. Lục thời hình dung không ra cặp mắt kia, giống như... Giống như nương của hắn cũng bị nam nhân khác vào từ phía sau vậy. Lục thời còn chưa kịp thưởng thức, tứ thiếu gia đã đi tới ghé vào tai hắn nói, nương nào con vậy, tương lai ngươi cũng là một rùa đen bị ngàn người cưỡi, vạn người ngủ mà thôi. Cái gì là rùa nhỏ, lục thời nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu lời này là đang nguyền rùa hắn. Nguyền rùa cha, nương, tổ tông tám đời 18 đời lục gia, lục thời cũng sẽ không giận, nhưng nguyền rùa hắn. Lục thời lập tức nổi giận nhưng tứ thiếu gia còn không biết dừng, lại áp độc nói. Làm rùa cũng có cách tốt của việc làm rùa, giống như kỹ nữ nhà ngươi, có thể đổi bạc. Một câu nói, đốt lên ngọn lửa trong lòng lục thời. Hắn không chút nghĩ ngợi, túm lấy tóc tứ thiếu gia, lại gần cắn lên cổ hắn. Cách cắn này tương đối hung tàn. Máu chảy ra từ răng hắn, chảy khắp cả người. Tứ thiếu gia khóc rẽ. Ngay sau đó, tiếng kêu thất kinh của các nữ nhân, tiếng quát phẫn nộ của các nam nhân đều vang lên bên tai lục thời. Lục thời không nhả ra, mà ngậm chặt lấy. Hắn biết, nếu như lần này không cắn, thì những ngày sau đó hắn sẽ phải sống như một con rùa đen, chỉ có thể rụt đầu lại. Cuối cùng đã nhả ra thế nào, lục thời hoàn toàn không biết, đến lúc hắn tỉnh lại thì đã bị treo lên xà nhà, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng. Còn người xưng là cha hắn, cầm trong tay một cây dây mây, không ngừng đánh hắn nữ nhân kia khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa cắn hạt dưa. Ta nói này tứ ra, ngươi nên dạy dỗ con trai cho tốt đi, đánh chết luôn cho ta, chết rồi có thể tiết kiệm được một miệng ăn nữa. Tay nam nhân ngừng lại, ném dây mây xuống đất, đằng đằng sát khí nói. Treo hắn ba ngày, không ai được cho hắn ăn uống, khóa cửa lại cho ta. Con à! Nữ nhân đó cười với hắn. Sống hay không sống được, phải xem mạng của ngươi, nếu muốn đi thì cũng đừng nhớ thương nương, nương sống đủ rồi sẽ tới tìm ngươi. Ta nhổ, ai thèm nhớ thương ngươi. Lục thời nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu tanh, thầm nghĩ tiểu ra ta còn chưa sống đủ đâu. Cánh cửa màu đỏ thấm khép lại, sau đó có tiếng khóa cửa lách cách. Sự yên tĩnh kéo tới, lúc này hắn mới cảm thấy phía sau đau rát. Sớm biết sẽ bị đánh, lúc ấy không nên cắn lên, phải tìm lúc không ai nhìn thấy hãng cắn. Lỗ mãng quá lục thời đốc thúc lại bản thân, lại bắt đầu lên kế hoạch trả thù như thế nào, nghĩ 17-18 cách, chỉ cảm thấy cách nào cũng tốt. Hắn lại nghĩ đến quyền luận ngữ còn chưa xem xong, nói loại sách này hơi khó học, không dễ bằng tam tự kinh, bách gia tính. Nghĩ đi nghĩ lại, thì bụng đã đói, không chỉ đói, trên người còn vừa lạnh vừa đau. Hết cách rồi, ngủ đi. Lục thời thích ngủ. Đèn tắt, cởi sạch chui vào trong chăn, cả người thoải mái nói không nên lời, Giống như dù có chuyện gì buồn đến đâu thì cũng bị ngăn bên ngoài chăn, không thể chui vào trong được. Hơn nữa ngủ rồi có thể nằm mơ, trong mơ cái gì cũng có, còn không có người gọi hắn là con hoang. Ánh mắt người lớn nhìn hắn rất hiền lành. Hạ nhân cung kính gọi hắn là thất thiếu gia. Cha tận tay dạy nó đọc sách, viết chữ. Nương ư? Nương sẽ ôm hắn vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, một tay thay quạt cho hắn ngủ. Con của ta ngủ đi, nương ở đây, nương ở đây. Năm đó, lục thời 6 tuổi lẻ 3 tháng. Trường 381, thiếu niên. Trời đông giá rét mặc một bộ đồ mỏng, không ăn không uống treo trên xà nhà ba ngày ba đêm, sau lưng còn bị thương, theo lý thì không có mấy hài từ 6 tuổi có thể sống sót. Nhưng lục thời lại sống sót. Tất cả mọi người lục ra đều nói, tiểu tạp trùng kia e là ác quỷ đầu thai, mệnh cứng. Chỉ có chính hắn biết, hắn sống sót khó khăn thế nào, ước chừng phải dưỡng thương trên giường ba tháng. Viên thị từ kỹ nữ chợt biến thành nương. Mời lang chung khám bệnh, nhìn hạ nhân sắc thuốc, mua cho hắn đủ loại đồ ăn ngon, quan trọng nhất là ban đêm cũng không có nam nhân tới. Lục thời nghĩ thầm, kỹ nữ chẳng lẽ cũng sẽ hoàn lương ư. Đáng tiếc qua tháng 3, khi hắn có thể vui vẻ rồi thì viên thị lại thay đổi trở về. Lục thời không sao cả, nương ba tháng, cũng là nương hơn nữa hắn không muốn đánh chết nàng, bởi vì trong sách nói, hương cửu linh, năm ôn tịch một. Trong sách còn nói, bách thiện hiếu vi tiên, hai, một xưa có người tên hương, chín tuổi đã biết ủ chiếu mền cho cha. Hai trăm điều thiện chữ hiếu nằm đầu. Lời trong sách hẳn là phải đúng nhỉ, chỉ cần nữ nhân kia không đánh hắn, không mắng hắn, ban đêm đừng kêu lớn quá, hay mua sách cho hắn xem thì hắn có thể mắt nhắm mắt mở mà tận hiếu. Trong tiểu viện, mẫu từ hai người trước nay chưa từng hòa hợp nữ nhân kia ở xương phòng phía đông hắn ở xương phòng phía tây không quấy nhiễu lẫn nhau lục gia cũng không có mấy người dám khi dễ hắn nhìn thấy hắn đều tránh xa giống như hắn là ôn thần vậy coi hắn là ôn thần cũng được đừng ai để ý tới hắn hắn cũng không muốn để ý tới ai như vậy hắn sẽ có rất nhiều thời gian làm chuyện của mình chuyện lục thời muốn làm chỉ có một rèn luyện tốt thân thể một quyền kia của tứ thiếu gia khiến hắn đau lắm hắn nghĩ mình không thể bị đánh mãi phải đánh lại mới được hắn nghĩ ra một chiêu hay đến mỏ đá khiêng đá với đám thanh niên để rèn luyện sức lực nữ nhân kia biết được cầm chày gỗ đuổi theo đánh hắn hắn chạy ra sân thấy xa xa có một gốc cây hồng thoát cái đã trèo lên nghĩ trốn trước rồi nói sau nào biết nữ nhân còn chưa tìm được hắn thì tứ thiếu gia đã tìm được trước oan ra ngõ hẹp từ thiếu ra gọi mấy hạ nhân tới ném đá lên người hắn hắn tuyệt đối không sợ trong lòng vẫn nhủ thầm câu nói kia chỉ cần không ném chết ta một ngày nào đó ta sẽ ném chết ngươi dầm một cục đá đập trúng tay phải của hắn hắn buông tay ra cả người không ngừng trượt xuống chợt một trận đau đớn truyền từ dưới hạ thân lên hắn hét một tiếng đau chết mất rồi rơi xuống khi tỉnh lại người đã nằm trên giường dưới thân bị quấn một tầng thật dày. Ánh mắt nữ nhân kia phức tạp nhìn hắn, giống như đang nhìn một người chết. Rất nhiều ngày về sau hắn mới biết được từ lời hạ nhân, bản thân hắn có lẽ đã thành thái giám. Cảnh cây bén nhọn làm bị thương phía dưới, lang trung cố khâu lại. Lục thời 6 tuổi, không cảm thấy đó là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, hắn chỉ là lo lắng tư thiếu ra thừa lúc hắn dưỡng bệnh lén lút trốn đi hay không thôi. Lại nằm trên giường 3 tháng ba tháng sau nữ nhân kia ném hắn xuống mỏ đã chẳng thèm quay đầu rời đi cứ như vậy hắn nửa ngày lăn lộn với đám thanh niên nửa ngày đọc sách viết chữ cuộc sống trôi qua phong phú vô cùng mỗi đêm nằm trên giường nhắm mắt lại được ngủ ngon lành còn ngáy ra tiếng về phần tư thiếu gia nghe nói ngày xảy ra chuyện đã bị nương hắn tống đến phủ kim lăng hiện đang ở phu tử miếu trong quốc tử giám học hành hắn không vội quân tử báo thù 10 năm không muộn, thù này cứ nhớ kỹ đã. Thời gian thấm thoát đã 6 năm. Lúc 12 tuổi lẻ một tháng, lục thời đột nhiên muốn vào trường tư thục đọc sách. Không muốn học gì cả, chỉ muốn so sánh với người khác, xem sách của mình học thế nào, thuận tiện đánh thêm mấy trận, xem mình có thể một đánh mấy. Hắn nói suy nghĩ này với nữ nhân kia, nữ hân không nói hai lời, đi thẳng đến thư phòng của lục gia chủ. Nữ nhân vốn để ý như vậy, quả thật là bởi vì nghe thầy bói nói, nhưng thầy bói kia là lục thời tự dùng tiền để mời người bên ngoài nói. Đại phú đại quý kia, tất nhiên cũng đều là bịa ra. 12 tuổi, hắn đã học được tính kết rồi mới hành động. Mới vừa vào tư thục, lục thời cảm giác rất mới mẻ, dù sao mình chỉ toàn tự học, không có được học chính thức thế này. Một năm sau, hắn đã cảm thấy càng lúc càng không hứng thú với chuyện học hành. Tiên sinh cho má gì chứ, văn chương còn làm không hay bằng hắn nữa. Những thư sinh kia ai nấy đều rất tệ, hắn có thể một mình trọi lại hết cũng dư giả. Vì thế, mỗi ngày hắn đều trốn học ra ngoài chơi. Huyện Lục Hợp là nơi nhỏ bé, lá gan cũng lớn, một mình ngồi thuyền đi về phía phủ Kim Lăng. Có mối thù, hắn còn chưa báo. Mười giảm tần hoài sinh xuân mộng, sáu triệu yên nguyệt hội Kim Lăng, đó là một nơi thơ mộng đến thế nào. Hắn trà trộn ở quán trà, Nghe thuyết thư tiên sinh kể những câu chuyện kỳ lạ. Hắn ngồi trên du thuyền, xem kỹ nữ đàn tỳ bà, hát tiểu khúc Giang Nam. Hắn ngồi ở cửa quốc tử giám phủ Kim Lăng, xem các thư sinh ba hoa khoác lác, hăng hái. Hắn cảm thấy rất hâm mộ, thầm nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải sống cuộc sống như vậy. Từ thiếu gia ở quốc tử giám học hành, nghe nói không học được, con rùa nhỏ còn ngủ gục hết lần này đến lần khác. Lục Thời lúc này đã lười đánh đánh giết giết trực tiếp viết phong thư, gửi cho tiên sinh thư viện, nghiêm khắc chỉ ra người đọc sách vui chơi với nam nhân, là hành vi đổi phong bại tục, nếu thư viện không xử lý, thì là vi phạm đạo khổng mạnh. Hai ngày sau, từ thiếu gia xám xịt trở lại lục gia, về phần sau như thế nào, thì hắn không thèm hỏi thăm. Lục thời lang thang ở phủ kim lăng dòng giã sáu ngày, cuối cùng đưa ra một quyết định kinh hãi thế nhân. Hắn muốn đến kinh thành. Trong quán trà, tiên sinh kể chuyện đã nói đến chuyện lý thú của cao môn kinh thành. Trên du thuyền, là khách từ kinh thành tới, tiếng quan thoại nói rất rõ ràng. Trước cửa quốc tử giám, các thư sinh đang nói chuyện về quốc tử giám ở kinh thành. Kinh thành, ở dưới chân thiên tử, nơi bách quan tụ tập, cửa nhà san sát, đó là nơi mà người học hành, làm quan trong thiên hạ đều hướng tới. Quyết định này, nảy ra khi lục thời 14 tuổi lẻ 3 tháng. Sau đó, hắn dùng suốt hai năm để chuẩn bị hành trình đến Kinh Thành. Hai năm sau, hắn mang theo 150 lượng bạc riêng, theo như lời trong sách. Bách thiện hiếu vi tiên. Nói suy nghĩ của mình ra với nữ nhân kia. Còn có lòng tốt hỏi một câu, người có muốn đi cùng ta hay không? Nữ nhân kia giật mình sửng sốt, vọt ra ngoài sân cầm cây chùy tiến vào, đánh cho hắn một trận. Vừa đánh, nàng còn mắng, cái miệng đỏ tanh bôi son kia, phun ra từng chữ độc ác. Đánh mệt, mắng mệt, nàng bèn ngồi xuống đất, đấm ngực gào khóc, giống như nàng là người đau lòng nhất trên đời này vậy. Quá nương nó khốn kiếp. Hắn đứng lên, phun một ngụm máu, xoay người trở về phòng, ban đêm lúc tỉnh lại, phát hiện nữ nhân kia đang chừng hai con mắt to, ngồi ở bên giường hắn, giống như một nữ quỷ. Không, như một người say, trên người nồng nặc mùi rượu. Chương 382, nam nhân người say rượu bắt đầu nói. Nói nàng cũng là con gái nhà giàu, chẳng qua nuôi ở bên ngoài, lúc 8 tuổi, nương ruột bệnh chết, được cha đón vào trong nhà. Ở trong nhà nuôi 2 năm, thì đích mẫu bán nàng cho một lão viên ngoại 3.000 lượng bạc. Lão viên ngoại hơn 60 tuổi, răng đều dụng hết, tối nào cũng gặm bà, cuối cùng chết trên người bà. Hai đứa con trai của viên ngoại nói nàng hãy chết cha bọn họ, muốn nàng đền mạng, Sợ tới mức khiến nàng bôi một lớp cho thật dày lên mặt, cuốn chăn chạy trốn trong đêm. Chạy một hơi từ phương Bắc tới huyện Dương Tiện Giang Nam, cuối cùng té xỉu ở cửa Giang gia. Giang gia dùng hai lượng bạc mua nàng, làm nha hoàn trong phủ. Nào ngờ, lại bị mấy vị gia của Giang gia nhìn chằm chằm. Những người đàn ông kia ban ngày thì ra dáng người, miệng nói lời lễ nghĩa liêm sỉ, ban đêm giống như một con chó động dục, si mê thân thể nàng. Nàng nói: một nữ tử xinh đẹp như nàng, chính là tội lỗi. Sau đó đến lục gia làm của nhà hoàn hồi môn, đêm tân hôn, hành phòng với tứ gia giang thị xong lấy cớ đi tịnh phòng xả nước, bèn kéo nhà hoàn hồi môn nàng vào theo. Còn nói nam nhân lục gia không dám đuổi nàng ra khỏi lục gia, là bởi vì mỗi tháng, bọn họ đều dùng một cái kiệu nhỏ, lén lút đưa nàng đến trên giường huyện lệnh. Huyện lệnh quản lý mỏ đá của lục gia, lục gia trước đây chỉ cần đưa bạc, hiện giờ huyện lệnh kia khẩu vị lớn, bạc và nữ nhân đều muốn. Nàng nói, huyện lệnh kia không phải thứ gì tốt, cho tới bây giờ chưa từng xem nàng là người. Nói xong, nàng khóc nấc, khóc mạng mình còn đắng hơn Hoàng Liên, sau đó nàng lấy ra một cái hộp như ảo thuật, ném vào trong lòng hắn. Cút đi, tên tiểu tạp trùng, cút thật xa, cả đời cũng đừng quay trở về. Hắn mở hộp ra nhìn, mấy tấm ngân phiêu nằm lặng lặng bên trong, trong khoảnh khắc, chóp mũi hắn lại ngửi được mùi vị của nương. Rốt cuộc người có đi theo ta không? Đi xin cơm với ngươi à? Nữ nhân lão đảo đứng lên, cười khanh khách thở hồn hển. Lão nương còn chưa sống đủ ngày lành. Hắn nóng này. Vậy ngươi nói đi, ta rốt cuộc là con của ai? Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt hung ác nhìn hắn. Ngươi là đứa tạp chủng, chó hoang, là súc sinh, ngươi không phải con của ai hết, bọn họ không xứng, không xứng, không ai xứng dưới ánh trăng, nữ nhân hơn 30 tuổi, eo vẫn rất nhỏ, cần cổ mảnh dài, làn da trắng như ngọc. Lục thời không biết tại sao, hốc mắt đột nhiên nóng lên, có thứ gì đó muốn trào ra từ bên trong. Hắn tức giận nói. Đừng chết sớm quá, nói không chừng tạp chúng ta sẽ có ngày để ngươi vinh hoa phú quý. Ta nhổ. Nữ nhân cắn hắn một cái. Mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi, còn chẳng bằng đái ra mà tự soi lại mình. 16 tuổi 2 tháng. Vào một ngày trời thu sáng sủa, Lục Thời nginh ngang đi ra khỏi Lục phủ, đến góc đường thuê một chiếc xe ngựa thẳng đến Dương Châu. Ba nơi sáng nhất trong thiên hạ, hết hai nơi là ở Dương Châu. Đám thanh niên bãi đá nói, ngựa gầy Dương Châu đều là vật tốt của nhân gian, hắn phải thử xem mình là thái giám thật hay là thái giám giả. Lục Thời không biết nam nhân có vô sự tự thông với chuyện này hay không, dù sao hắn là như thế hắn cảm giác mình giống như con rắn ngủ đông mấy năm, chợt bị đánh thức lại. Từ ngày đó trở đi, trên hoan trường Dương Châu, có thêm một thư sinh trẻ tuổi anh Tuấn. Thư sinh này có dáng người to lớn như thanh niên nhặt đá, các nàng tranh giành tình nhân vì hắn, muốn sống muốn chết vì hắn. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, lục thời được nhiều người vây quanh, ái mộ như vậy, nơi này không có ai gọi hắn con hoang, tạp trùng, tiểu súc sinh, các nàng đều dịu dàng tình cảm gọi hắn lục lang lục lang khó chịu chỗ nào lô lang sao chàng không vui lục lang chàng đừng đi chàng đi rồi sao ta sống nổi đây chính là dịu dàng hương nhỉ lục thời nghĩ thầm dịu dàng hương anh hùng mộ sao dù sao ta cũng không muốn làm anh hùng hào hán gì cho dù chết ở đây thì đời này cũng đáng giá sao dịu dàng hương là chỉ lúc trầm mê trong nữ sắc thì thấy dịu dàng vui vẻ anh hùng nhớ thương cho đến một lần hắn xách kỹ nữ thân thiết xuống dưới giường bên giường kỹ nữ dựng thẳng một tấm gương đồng hắn vừa quay đầu lại nhìn thì một tia chớp đánh tới đánh cho hắn hồn phi phách tán hắn đang ở đâu hắn đang làm gì vậy sao hắn lại giống như một con chó hoang động dục vậy hắn thế này thì khác gì đại gia lục phủ đâu lục thời hốt hoảng bỏ chạy trong cơn mưa to hắn chạy như người điên gầm rú sau đêm mưa gió không còn lục lang trong dịu dàng hương nữa, chỉ còn lại một người đọc sách thất hồn lạc phách. Ngày đó, lục thời đã tròn 20. Hắn làm lãng từ tình trường 4 năm, chỉ có đêm tối, không có ban ngày, cuối cùng hết sạch gia sản, trên người chỉ còn lại có hai lượng bạc vụn. Hắn cất hai lượng bạc này, lặng lẽ rời khỏi phủ Dương Châu, dọc theo kênh đào Kinh Hàng đi về phía Bắc, mục tiêu vẫn là Kinh Thành. Dọc đường hắn từng viết thư nhà cho người khác, từng làm công nhân khuôn vác bến tàu, từng làm ăn mày, từng áp tiêu cho người, còn bị đánh chết đi sống lại trong ổ thổ phỉ. khi đến thông châu đã là hai năm sau, cả người hắn không xu dính túi, vừa mệt vừa đói, cả người sốt cao, té xỉu ở cửa chùa tĩnh an. không biết qua bao lâu, có một bàn tay xoa lên chán hắn. tay kia rất mềm mại, rất ấm áp, trong lòng hắn cực kỳ tuổi thân, nỉ non một câu: nương ta lạnh. tỉnh lại thì thấy đang ở một gian trai phòng trong phòng không có đèn, tối như mực. Mắt không nhìn thấy, tai lại nghe rất rõ, có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài. Người nọ sao còn chưa tỉnh, đã hai ngày rồi, hại ta không thể tìm người đùa giỡn, lãng phí hai ngày. Đều là đường lão gia thích lo chuyện bao đồng, lo chuyện bao đồng cũng được, loại người có tay có chân như vậy vào chùa chúng ta, hơn phân nửa không phải người tốt, ở bên ngoài gây họa, tới chỗ chúng ta tránh họa chứ gì. Bớt nói hai câu, chừng mấy ngày nữa, khi hắn tỉnh thì mau đuổi đi. Đói bụng rồi, vào bếp trộm mấy củ khoai lang ăn thôi. Vậy còn nơi này, mặc kệ hắn, lát nữa đi vòng qua Tây Viện, nói người nọ tè dầm trên giường, hỏng mũi chúng ta, không chừng đường lão ra mềm lòng sẽ thưởng cho chúng ta ít bạc đó. Người ấy, vì mấy lượng bạc mà nói người ta như vậy, tổn đức. Không trả bạc thì ai làm việc, ngón tay quý nhân động đậy một cái cũng đủ cho chúng ta ăn một năm hai năm rồi bàn tay lục thời giấu trong chăn nắm thành nắm đấm. Chờ tiếng bước chân rời đi, hắn chống người ngồi dậy, phủ thêm áo bảo bẩn của mình, đẩy cửa rời đi. Nơi Phật môn, cũng phân cao thấp quý tiện, kẻ tiện giống như hắn, vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn, đừng làm bẩn nơi thanh tịnh này. Đi được mười mấy bước, thì hắn dừng lại. Không được, ta tiết kiệm cho đường lão ra vài hai lượng bạc đá. Lục thời nhân lúc còn tối mò tới cửa Tây Viên, nghe thấy có người nói chuyện, bèn gión rén lại gần nghe lén. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.